vay cầm cố giấy tờ có giá an banh. Bạn đang sở hữu thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu. Bạn có nhu cầu tài chính nhưng không muốn tất toán giấy tờ có giá trước hạn. Sản phẩm cho vay cầm cố giấy tờ có giá của Megabyte sẽ là giải pháp tài chính hoàn hảo dành cho bạn với mức cho vay cao dựa trên tài sản bảo đảm là GTCG. Thủ tục đơn giản, lãi suất ưu đãi. Thêm vào đó, bạn sẽ hoàn toàn an tâm vì giấy tờ có giá của bạn sẽ được bảo toàn khi cất giữ tại Megabyte. Lãi suất 13% một năm. Vay tối đa 100% giá trị. Thu nhập tối thiểu, linh hoạt. Thời hạn vay tối đa, linh hoạt. Đặc điểm và lợi ích khi vay cầm cố giấy tờ có giá tại ngân hàng mBank. Thủ tục đơn giản, thuận tiện, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, trong vòng 30 phút khách hàng sẽ nhận được tiền vay. Mức cho vay, tối đa 100% giá trị của GTCG. Thời hạn cho vay linh hoạt phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Lãi suất ưu đãi và cạnh tranh. Điều kiện để vay cầm cố giấy tờ có giá tại ngân hàng mBank. Khách hàng có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự. Khách hàng cam kết sử dụng vốn vay theo đúng quy định pháp luật. Khách hàng đáp ứng các quy định và điều kiện cho vay của Megabyte. Thủ tục và hồ sơ vay cầm cố giấy tờ có giá tại ngân hàng mBank. Đề nghị vay vốn theo mẫu Megabyte. Chứng minh nhân dân, hộ chiếu của khách hàng hoặc giấy tờ có giá trị tương đương. Giấy tờ có giá và các giấy tờ ủy quyền hợp pháp nếu có. Chúc quý khách sớm vay được số tiền mà mình mong muốn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.